Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Chill with Dan. Chắc là trong thumbnail thì mọi người cũng đã thấy nội dung của video này rồi. Thì hiện tại đang anh có một bên là Foreo với đầu silicone để rửa mặt, một bên sẽ là đầu cọ đến từ Philips. Hai chiếc máy này giá sách tay ngang ngửa nhau đâu đó khoảng tầm 4-5 triệu đồng. Và nếu như bạn nào đang phân vân thì có thể cùng Đan Anh xem đến hết video này, bởi vì Đan Anh đã trải nghiệm qua 5 sản phẩm và mình sẽ rút ra 5 điểm khác biệt để cho mọi người dễ dàng lựa chọn nhé. Đầu tiên là về thiết kế, như mọi người có thể dễ dàng nhận thấy là nó đã quá khác biệt. Với Foreo thì chúng ta sẽ có dạng bầu tròn và nắm dễ dàng trong lòng bàn tay. Và điểm đặc biệt của Foreo hoặc là những chiếc máy rửa mặt dạng silicone khác là nó sẽ được bao bọc tất cả bằng silicone luôn, cho nên khi cầm vào tay mọi người sẽ cảm giác mịn, rất là thoải mái, rất là đã tay. Còn với chiếc máy rửa mặt đầu cọ này của Philips á, thì mọi người sẽ cầm với cái thao tác thon gọn hơn. Nó giống như là mọi người đang cầm cọ trang điểm để trang điểm vậy đó. Thì khi mà chúng ta cầm cái máy rửa mặt đầu cọ như thế này á, thì nó sẽ chắc tay hơn để mọi người dễ dàng chủ động len lỏi vào từng cái góc trong gương mặt của mình. Nói chung á, thì cả hai máy đều có một cái trải nghiệm khi cầm nắm khác nhau. Nhưng nếu bạn nào thích cái độ mịn mượt của silicone bao bọc thì hãy chọn Foreo. Còn nếu như mọi người thích cái cảm giác giống như cầm cọ trang điểm chắc chắn và có thể cắm như thế này thì hãy chọn Philips nha. Về cơ bản thì cả hai đều ok, nhưng trong quá trình rơi vỡ mình sẽ thích Foreo hơn, bởi vì nó có chống sốc bởi một cái màng silicone bao bọc, trong khi đó thì Philips mọi người có thể thấy là làm bằng nhựa và nhựa trong suốt, và nếu như mà nó bị rơi vỡ ở một chiều cao nhất định thì nó sẽ vỡ đó nha, gây mất thẩm mỹ trong quá trình sử dụng về lâu về dài. Thứ hai sẽ là cách hoạt động. Về Foreo thì nó đang sử dụng là sóng âm ultrasonic và truyền động qua những cái gai silicone này và tác động vào da mặt của chúng ta. Trong khi đó thì đầu cọ Philips như thế này, như mọi người thấy là nó sẽ có một cái đầu riêng, mọi người có thể gỡ ra như thế này luôn. Và khi mà chúng ta bấm kích hoạt á, thì nó sẽ vừa rung và vừa xoáy cái đầu cọ này. Trong khi đó thì những cái đầu silicone này nó chỉ đứng yên một chỗ và truyền cái rung động đó vào da mặt của mình mà thôi. Nếu bạn thích cảm giác mạnh hơn, giống như là gãi cái phần da mặt của mình sau khi rửa mặt xong, thì Philips sẽ cho bạn một cái cảm giác mạnh hơn, sạch hơn. Trong khi đó thì Foreo sẽ ở mức vừa đủ. Mình lấy ví dụ này cho mọi người dễ hiểu nha. Khi mà mọi người đi gội đầu á, hoặc là mọi người tự gội đầu á, thì chúng ta sẽ có hai cách. Một á, những người thích cảm giác nhẹ thì chúng ta sẽ gội bằng cái phần thịt ở móng tay này thôi, nó sẽ cũng sạch, nó cũng sẽ chà sát được. Nhưng mà có những cái cảm giác mạnh hơn thì người ta sẽ gội đầu bằng phần móng này. Thì cái phần móng chính là cái cảm giác mà mọi người rửa mặt bằng cái đầu cọ của Philips. Còn rửa mặt bằng cái phần thịt này thôi thì nó sẽ giống như là rửa mặt bằng silicone. Cả hai đều mang lại tác động chà sát để có thể loại bỏ đi những cái cặn bẩn, những cái bụi bẩn. Nhưng mà cái cảm giác thì nó lại khác nhau. Sự khác biệt thứ ba là về các chế độ rung. Mình thấy bên Foreo thì nó đa dạng hơn rất là nhiều. Nó có tổng cộng lên đến 16 chế độ rung khác nhau, từ nhẹ đến mạnh. Và ngoài ra thì nó còn được trang bị 8 cái cục nóng, để khi mà chúng ta rửa mặt thì 8 cái cục này sẽ tạo nhiệt và giúp lỗ chân lông giãn nở. Từ đó thì cái việc rửa mặt nó cũng sẽ sạch hiệu quả sâu bên các gốc lỗ chân lông hơn. Nó còn có chế độ massage ở đằng sau với những cái xung điện nhỏ ở hai cái đầu như thế này. Nói chung là rất nhiều chế độ. Và Philips thì lại hạn hẹp hơn, chỉ có duy nhất hai chế độ, một là nhẹ, hai là mạnh, và thế là hết. Sự khác biệt thứ tư đến từ bảo quản và vệ sinh. Với Foreo thì mình thấy vệ sinh hơn rất là nhiều. Mọi người có một cái chất lỏng riêng để có thể vệ sinh cái bề mặt silicone này để sử dụng về lâu về dài. Thậm chí là khi mọi người không cần cũng được, chỉ cần rửa sơ với lại sữa rửa mặt để khô ráo, có thể sát trùng với lại cồn hoặc là nước là ok, mình thấy không có vấn đề gì. Và nó rất là nhanh khô, chỉ cần lau với lại khăn khô, khăn bông là sạch thôi. Còn với cái Philips này, cơ bản là nó có kết cấu đầu cọ, 20.000 đầu cọ ở trong cái bề mặt này, cho nên là nó sẽ tích ẩm, tích nước, cho nên là nó sẽ rất là lâu khô. Mỗi khi mà mọi người sử dụng xong, nếu mọi người muốn khô triệt để thì mọi người phải mất công sấy khô nó thêm một lần nữa, hoặc là lau nó thật là sạch với khăn bông, còn không là để nó khô tự nhiên. Nhưng nếu nó khô tự nhiên thì môi trường ẩm ướt thế này sẽ dễ phát sinh rất là nhiều vi khuẩn. Cuối cùng đó chính là sạc pin. Mình vẫn thấy là điểm số sẽ nghiêng về Foreo hơn. Nhưng mọi người thấy là Foreo nó có một cái sạc tròn ở đây, và chúng ta chỉ cần cắm cái sạc tròn này vào là xong. Sạc xong chỉ qua một đêm từ 6 đến 8 tiếng thôi. Trong khi đó Philips cũng tương đương thời gian như vậy. Nhưng mà muốn sạc được cái sản phẩm này, mọi người cần có thêm một cái đế sạc, và chúng ta cần thêm một cái sợi dây sạc số 8 nữa nha. Là sạc số 8 chứ không phải sạc tròn. Và đã là sạc số 8 thì nó sẽ rất là kén người sử dụng, bởi vì chúng ta sẽ không đồng bộ nó với nhiều thiết bị khác, chẳng hạn là micro, USB-C hay là đầu sạc tròn như Foreo. Đầu sạc tròn tuy là vẫn rất là hiếm, nhưng mà ít ra thì mình thấy nó đã phổ biến hơn đầu sạc số 8 nhiều rồi.
Và cái đầu sạc số 8 này nó còn có nhiều kích cỡ nữa, cho nên nếu mà mọi người lỡ làm mất thì chúng ta lên mạng đặt lại phải đúng cái kích cỡ của cái đầu số 8 nhỏ như thế này nha. Và đặc biệt là không được làm vỡ cũng như là hư cái đốc sạc này, rất là phức tạp. Tóm lại thì mình vẫn thấy là máy rửa mặt của Folio có nhiều điểm nhỉnh hơn hẳn. Nhưng mà bù lại, cái mà Folio không có mà Philips có thể mang lại được cho mọi người, đó chính là cái cảm giác rửa mặt mạnh mẽ, sạch hơn và trà sát trên da của mình tốt hơn, thay thế cho cả cái việc tẩy tế bào chết luôn, bởi vì nó sử dụng đầu cọ mềm vừa, không quá cứng, không quá xây sát da nhưng vẫn mang lại cái trải nghiệm đã khi mà rửa mặt. Và với mức giá tầm khoảng 4-5 triệu hàng xách tay cho cả hai chiếc máy này thì mọi người nghĩ đâu là chiếc máy sẽ phù hợp với nhu cầu của mọi người và mọi người thích chiếc máy nào hơn? Đừng quên để lại bình luận của mọi người phía dưới cho Đan Anh cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh YouTube Chill with Đan Đắc. Bye bye.